Nhà vườn Oanh Trung xin kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em chia sẻ với các cô bác, các anh chị và các bạn là những cái cây mà đang có hiện tại ở trong vườn nhà em nha. Đây là chỉ là một vườn thôi, nhà em thì có mấy vườn cơ. Các cô bác, anh chị mà đã đến vườn nhà em mua rồi thì biết rồi, nhà em có mấy vườn. Vườn thì vườn để nuôi cây choai và có vườn cây giống và có cả một vườn cây chuyên cây nhập khẩu nữa. Đây là cái vườn cây nuôi cây choai của nhà em nha. Em đang quay ở đây là cây mít thái choai. Cây mít thái nhà em nuôi choai, cây cao được từ 1,5 m đến 1,5 m rồi. Cây nuôi đã rất là ổn định, nhất là trong cái thời điểm dịch như vừa rồi thì nhà em vườn nào cũng có thợ ấy, vườn nào cũng có một thợ để tưới tắm và chăm. Đó. Đây là mít ruột đỏ nha các cô bác anh chị. Đây là mít ruột đỏ sơ đỏ ạ. Đó. Cái lá của nó nhỏ hơn mít thái siêu sớm nhưng mà lá của nó rất là dày. Và đặc biệt là cái mít này nó khỏe, tán nó ra rất là sum xuê. Cái mít ruột đỏ sơ đỏ này thì nó hơi lâu có trái hơn là mít thái siêu sớm. Đối với mít thái siêu sớm thì chỉ 18 tháng là bói là có trái bói thôi. Riêng mít ruột đỏ này thì khoảng 3 đến 4 năm. Khoảng 3 đến 4 năm nha các cô bác anh chị. Nhưng cái mít ruột đỏ này thì rất là ngon. Đó. Sơ đỏ, ruột đỏ, đẹp mắt và đặc biệt là rất ngọt luôn ạ. Đây, em cho mọi người xem cái cây nhà em nuôi. Nhà em nuôi thì xếp ra nó thưa ấy, vì thế mà cây khá là bụ bẫm và khỏe. Đảm bảo khi mà các cô bác anh chị về trồng những cái loạt cây như thế này thì hầu như là tỷ lệ sống và phát triển rất là tốt, là 100%. Đó. Cây ghép và trải qua một thời gian nuôi ổn định thì các cô bác anh chị về chỉ việc bóc bầu ra và trồng xuống thôi. Đảm bảo là cây sẽ bén rễ rất là nhanh và phát triển rất là tốt. Cây nhà em hoàn toàn ở bầu bát, vì thế mà rễ nó cũng chưa ra ngoài ấy. Cây khi mà chuyển cho các cô bác anh chị những cái cây này thì cây nó không ảnh hưởng gì cả. Mít thì nhà em có mít thái siêu sớm này, mít ruột đỏ này, mít Malaysia và mít không hạt, cũng như là mít tố nữ. Thế nhưng ở đây thì vườn này thì nhà em toàn là cây nuôi thôi, đa số là mít ruột đỏ và mít thái siêu sớm. Hiện tại thì với mức độ mọi người trồng thì em cũng thấy là đa số là mọi người chuộng cái mít ruột đỏ với mít thái siêu sớm và mít Malaysia. Còn mít không hạt thì nó lâu có trái ấy. Nó hơi lâu có trái, vì thế mà cũng ít được ưa chuộng hơn. Đó, cây đấy, cây nhà em nuôi vào cái bầu bát này, vì thế mà cây nhà em cũng xếp được thưa ấy. Vì thế mà cây tán nó ra những cái cành tán rất là đẹp. Các cô bác anh chị mà ở dọc quốc lộ 1, dọc quốc lộ 1 và vào Tây Nguyên ấy, thì nhà em vẫn có tuyến xe luồng xanh, vẫn có xe tải luồng xanh tuyến vào trong đó nha. Các cô bác anh chị mà nhất là ở trong Tây Nguyên mà hiện tại mà cần trồng cây gì, na này, na thái này, na dứa Đài Loan này, na sầu riêng, hồng xiêm và những cái loại cây ăn trái khác đó, thì có cô bác anh chị nào mà cần lấy ngay thì cứ gọi điện cho em. Nếu mà tiện xe cứ cách 4 đến 5 ngày lại có một chuyến.
thì em sẽ gửi cho các cô bác, các anh chị và các bạn tranh thủ trồng trong cái mùa mưa này nhá. À, còn đây, đây là vú sữa lò rèn ạ. Đây là vú sữa lò rèn nhà em nha. Cây nhà em về từ trước đợt dịch đến hiện tại thì khá là ổn định. À, em rất là nhiều khách đặt rồi, thế nhưng mà vừa rồi dịch em cũng không muốn gửi đi á. Có em cũng có nhiều các cô bác anh chị đặt tiền rồi, thế nhưng mà một số tỉnh thì vẫn chưa gửi được. Ví dụ như những cái tỉnh trong Tây Nguyên thì hiện tại có xe và cái tình hình dịch ở trong đó thì cũng ổn đấy, vì thế mà em gửi được luôn. Một số tỉnh như là Hà Nam và Ninh Bình cũng thế. Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đó, còn đây là na na Thái nuôi nhà em nha. Đó, đây là na nuôi bầu to ạ. Đó, cây hầu như là toàn là tầm khoảng 80 phân đến 1 mét. Cây nuôi bầu to rồi. À, còn ở bên kia, đây em đang quay đến mít ấy, là mít Malaysia, cây như mít Malaysia trái dài đó. Còn đây là dừa nhá, nhà em có dừa xiêm xanh, dừa xiêm đỏ. Hầu như các cây ăn trái, hầu như các cây ăn trái thì các loại cây ăn trái ở trong nước và nhập khẩu thì hầu như là nhà em đều có đủ ạ. Bên này toàn là mít thái siêu sớm ạ. Bên này toàn là mít thái siêu sớm nuôi nha. Đó. À, sang bên này là mít ruột đỏ. Đó, còn đây là bơ 034 nha các cô bác anh chị, bơ 034 trái dài. Nhà em có cả bơ 034, có cả bơ sáp nữa. Còn bên kia là ổi ruby ruột đỏ ạ. Đây, ổi ruby ruột đỏ nha các cô bác anh chị. Ổi ruby này là cây nhà em toàn là cây nuôi bầu lớn hết. Nhà em nuôi ra bầu lớn, cây nó cao hơn 1 mét rồi. Và đặc biệt là những cái cây như thế này thì đang bắt đầu ra hoa và đậu trái rồi. Các cô bác anh chị mà về trồng những cái loại này thì đảm bảo là tỷ lệ sống là 100%, và chỉ sau trồng khoảng 2-3 tháng thôi, các cô bác anh chị cắt bớt ngọn đi là nó sẽ ra hoa và đậu trái luôn nha. Cái ổi ruby ruột đỏ này thì trái rất là trái to đẹp, và đặc biệt là cái độ ngọt của nó cũng khá là cao. Cái ổi ruby này ngọt nhất trong các loại ổi luôn đấy ạ. Cây nhà em toàn cây tầm khoảng 1,2 m đến 1,5 m rồi. Đây nhà em vẫn bên này vẫn là vú sữa và bên này là ổi lê Đài Loan nha các cô bác anh chị. À, đây là ổi lê Đài Loan ạ. Mọi người nhìn lá là cũng sẽ phân biệt được, cái lá ổi lê nó nhỏ hơn cái lá ổi ruby. Đó. Ổi lê Đài Loan này thì cũng khá ngọt nha. À, và cũng nhanh ra trái và cũng cái tỷ lệ đậu rất là cao. Đó, bên này của nhà em là cam chanh bưởi và ở phía xa kia là hồng xiêm ạ. Đó. Cam chanh bưởi và ở phía xa kia là hồng xiêm. Các cô bác anh chị mà mình muốn tìm hiểu hay là mình cần trồng bất cứ loại cây gì á, bất cứ loại cây ăn trái gì thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0977 516 966. Em sẽ tư vấn cho mọi người cụ thể từng vùng và em sẽ gửi cây cho các cô bác anh chị nha. Đây còn bên này là xoài và cây roi đỏ. Cây roi ở trong miền Nam còn gọi là cây mận đó. Đây.
À, vườn em thì hầu như là đầy đủ các loại cây luôn ạ. Em xin phép được dừng video tại đây nha. Chúc các cô bác, các anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ và luôn mạnh khỏe, bình an ạ.